Ok, hello, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tuna của Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong video này Giang sẽ chia sẻ cũng như giới thiệu cho em ví Web 3 là gì, cũng như tổng hợp cho em top 5 ví Web 3 phổ biến nhất hiện nay nha. Đầu tiên, thứ nhất ấy, thì ví Web 3 là gì ạ? Ví Web 3 là ví kỹ thuật số được thiết kế riêng cho lĩnh vực tài chính phi tập trung này. Chúng hoạt động như các cổng để người dùng tương tác với các mạng blockchain và ứng dụng phi tập trung gọi là DApp đấy, cung cấp một phương thức an toàn để quản lý tiền mã hóa, NFT và các token kỹ thuật số khác. Tiếp theo thì Giang sẽ so sánh giữa ví Web3 và ví tiền mã hóa nha. Mặc dù hai thuật ngữ này thường được sử dụng đồng nghĩa, nhưng không phải tất cả các ví tiền mã hóa đều tương thích với các nền tảng DApp và DeFi. Vì vậy, trong khi cả ví Web3 và ví tiền mã hóa đều được sử dụng để quản lý tiền mã hóa, thì ví Web3 lại hỗ trợ nhiều loại tài sản kỹ thuật số hơn. Rồi bây giờ thì Giang sẽ so sánh giữa ví Web3 lưu ký và không lưu ký nha. Đầu tiên, thứ nhất là ví không lưu ký đây. Ví không lưu ký hoặc là ví tự quản lý cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát các tài sản của mình. Các ví phổ biến như là MetaMask này hay là Chain Wallet này. Ví Web3 không lưu ký được coi là sự lựa chọn an toàn nhất cho hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư, miễn là khóa riêng tư và cụm từ khôi phục của họ được giữ riêng tư và an toàn. Thứ hai, ví lưu ký liên quan đến việc một bên thứ ba quản lý khóa riêng tư thay mặt cho người dùng. Mặc dù mang lại sự tiện lợi, nhưng người dùng phải tin tưởng giao tài sản của họ cho bên giám sát. Vì vậy, điều quan trọng là chọn các sàn giao dịch đáng tin cậy. Rồi vậy, top 5 loại ví Web3 phổ biến nhất hiện nay là gì ạ? Có nhiều cách để phân loại ví Web3 và ví tiền mã hóa. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số loại ví phổ biến nhất, như là ví phần cứng này, hay là ví web, rồi ví máy tính để bàn, ví thiết bị di động, rồi ví hợp đồng thông minh nha. Tuy nhiên, anh em hãy nhớ rằng có sự chồng chéo giữa các danh mục khác nhau nha. Đầu tiên nhất là loại ví phần cứng này. Ví phần cứng là thiết bị vật lý lưu trữ khóa tiền mã hóa ngoại tuyến, tức là kho lạnh đấy, cung cấp thêm một lớp bảo mật. Mặc dù chúng an toàn hơn trước các mối đe dọa trực tuyến, nhưng chúng có thể hơi khó sử dụng và truy cập hơn so với các ví khác. Tuy nhiên, nếu em có kế hoạch cất trữ tiền mã hóa trong một thời gian dài hoặc có nhiều tiền, ví cứng có thể là một lựa chọn tốt. Tiếp theo, thứ hai là loại ví web này. Các ví web thường hoạt động thông qua giao diện trình duyệt, cho phép người dùng truy cập trực tuyến các khoản tiền mã hóa mà họ nắm giữ. Và trong video này thì Giang cũng chia sẻ cho em về ví Web3 mà Giang cũng đang sử dụng nha. Đó chính là ví Bitcoin Wallet này, giao dịch nhanh hơn, tài sản tốt hơn nha. Bitcoin Wallet, ví giao dịch Web3 của tương lai. Ok, thì đã có trên 100 mainnet này, rồi hơn 250.000 tiền điện tử này, cũng như là 8 tỷ tổng khối lượng giao dịch hoán đổi tích lũy nha. Và đã có trên 20 triệu người dùng này, ở trên 168 quốc gia và khu vực nha. Ở đây thì em có thể là swap hoán đổi giữa các token cùng mạng lưới và khác mạng lưới này. Cũng như là anh em có thể là trải nghiệm thị trường NFT mạnh mẽ này, khám phá hơn 20.000 DApp luôn nha. Stake tài sản của anh em để kiếm tiền này. Đó. An toàn của anh em chính là trách nhiệm của Bitgate Wallet này. Bảo mật toàn diện này, cũng như là rất đáng tin cậy luôn nha. Ok, đây thì em có thể là tải xuống ứng dụng Bitgate Wallet để chúng ta có thể là sử dụng ở trên điện thoại này. Rồi thứ ba là ví di động. Ví di động hoạt động tương tự như ví web, nhưng được thiết kế đặc biệt cho điện thoại thông minh. Mã QR, tức là mã QR đấy, cho phép người dùng gửi và nhận tiền mã hóa một cách thuận tiện. Chúng cũng cung cấp khả năng truy cập di động dễ dàng vào DeFi và DApp. Rồi thứ tư là ví hợp đồng thông minh. Ví hợp đồng thông minh thì được quản lý bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain. Các ví này mang tới các tài khoản có thể lập trình, tự quản lý và cho phép các chức năng nâng cao, không giống như ví truyền thống. Các ví hợp đồng thông minh cho phép người dùng xác định các quy tắc và điều kiện cho giao dịch, tự động hóa các hoạt động tài chính và tăng cường bảo mật thông qua logic có thể lập trình. Và loại thứ 5, loại cuối cùng, đó chính là ví desktop, tức là ví máy tính để bàn, từng phổ biến trong những năm đầu Bitcoin và tiền mã hóa xuất hiện này. Chúng là các ứng dụng phần mềm được cài đặt trên máy tính của anh em, cung cấp toàn quyền kiểm soát các khóa tiền mã hóa của anh em. Việc bảo mật phụ thuộc vào tính toàn vẹn của máy tính của người dùng và việc sao lưu thường xuyên dữ liệu ví là điều cần thiết để ngăn ngừa mất mát nha. Như vậy là Giang đã chia sẻ giới thiệu cho em ví Web3 là gì, cũng như là tổng hợp cho em top 5 ví Web3 phổ biến nhất hiện nay, trong đó có ví Bitcoin Wallet. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi cũng như là thắc mắc vấn đề nào ấy, thì nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang để Giang có thể là hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho em nha. Và nếu em nào là người mới bắt đầu ấy mà chưa biết cách sử dụng các ví Web3 Wallet này, thì Giang cũng sẽ để đường link series video hướng dẫn chi tiết từng bước là Z
cách chúng ta sử dụng các ví web 3 như là ví Byland này, hay là ví OKX này, rồi ví BigQuery này, cũng như là rất nhiều các ví khác nữa nhá, như là MetaMask này, hay là Chainwallet này. Ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bật nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để ủng Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại các em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.